Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Soi TV. Hôm nay thì anh em mình dậy từ rất sớm các bạn ạ. Để tham gia cái lễ hội cho nó trọn vẹn. Nhưng mà thời tiết thì ủng hộ anh em mình lắm các bạn ạ. Đấy, anh em mình dày này, ổng này. Đấy. Nhưng mà vừa mới vào đến đầu hội thì mình phát hiện ra là ở đây có rất nhiều lợn quay. Anh em mình vào đây chơi đi. Mẹ sắp chín rồi chú. Tiếng nữa mới chín cả. Con này là chuẩn luôn đấy nhỉ. Con này phải quay từ từ. Thơm lắm anh em. Đi đến các lễ hội ở Lạng Sơn này thường là các món lợn quay, vịt quay là rất là phổ biến. Con này 40 cân phải không chú? Hơn đấy. Nè, nó hơi sắc sơ. Anh Mí là giỏi hết trong mấy khoản đoán cân lợn. Cho đi buôn lợn được đấy anh Mí ạ. Chỉ muốn anh ở Lạng Sơn xong rồi đi buôn làm buôn lợn được. Đi, hôm nay em cảm ơn nhá. Em cảm ơn ạ. Anh em tiếp tục đi vào phía trong vì lợn quay thì rất nhiều nhưng mà quay hay bị vi phạm lắm. Đây lại một em nữa chuẩn bị ra lò. Ủa, con này là lợn đen đấy anh nhỉ? Nhìn phát là biết luôn. Bao giờ thường những cái lợn mà quay ấy, ở hội này là toàn những lợn ngon thôi, vì là ở đây không phải là người chuyên nghiệp đâu mà toàn những ngân. Hả? Nhìn cái lông của nó màu đen. Nhìn lông ấy, nhìn cái bì rồi nhìn cái mỡ, cái lượng mỡ nó chảy ra ấy. Nếu mà thường khi quay những cái lợn siêu nạc ấy nó không có ngon như này đâu. Đây nó khác nhau ở chỗ này này, hai đứa này đấy. Hôm nay thời tiết là nó ủng hộ anh em mình đi anh chơi đi hội. Ủng mà anh cứ đi thẳng đi. Mày là mới cần né thôi. Theo thói quen. Né theo thói quen. Hôm qua lên video mọi người vẫn cứ tranh cãi với mình. Đây là cây rau cải. Mình đã bảo không phải rau cải rồi. Đấy, rất nhiều ông comment. Nhìn từ xa thì các ông tưởng là luống rau cải nhưng không phải đâu anh em nhé. Đây là tobacco đấy. Đây là cái lò gì nhỉ? Đây là cái lò sấy thuốc lá đây em. Thì ra nó có hàng cái lò này để sấy nhỉ? Còn lên lò này mới sấy đi. Chứ không lúc thu hoạch thì kiểu gì, đúng không? Đấy, anh em ở đây đang bắt đầu lên lò rồi. Đốt lửa, ngày nào cũng quay mà. Đến gần trưa người ta đói ra là nóng hổi ăn. Gần trưa bắt đầu đi ra đói mới ăn kìa. Đấy, các bạn nhìn em lợn quay, lợn. Chào anh nhá, chuẩn bị lên lò chưa anh? Chào anh em nhá. Đi lối nào vào đây anh ơi? Lối này à? Hôm qua anh em mình đi xong rồi. Kiểu ảnh à? Ok. Có giòn không? Không, chắc không giòn đâu. Chưa chắc đã giòn đâu. Tuyệt vời. Giòn hồng hồng luôn. Con này anh vừa nướng xong rồi. Ở đây, ở chỗ nào nó bán phở không nhỉ? Trong hội có à? Tí nữa anh em mình vào hội mua mấy thịt lợn quay rồi cho mà ăn phở. Tuyệt vời luôn đấy. Sao mình phải cọ ra làm gì? Để cho nó hết những ngày ấy à? Cái lông vũ, lông mềm nó không đi được đâu. Mình cạo này là nó bay hết. Con này chuẩn bị pha chưa? Phang luôn đấy. Phang luôn à? Ok. Chặt này ra, chặt khúc ra. Đúng rồi, chặt khúc ra người ta nhìn hấp dẫn rồi mới mua. Thơm thật đấy. Thơm đây lại chuẩn bị lên lò. Thế là sáng nay là quay 4 con à? Đây sáng nay dậy mấy giờ để quay anh? 4 giờ quay. 4 giờ anh đã dậy rồi đấy. 4 giờ 5 rưỡi, 6 rưỡi, 7 rưỡi. Ô cái này ngon này. Cái này hôm qua có anh cho mình ăn rồi. Hôm qua em tưởng là lòng lợn em ăn ngon lành. Thì nó vẫn là lòng còn gì nữa. Tràng lợn đấy. Đây là nó ở ngay đít lợn mà. Tràng lợn mà. Hôm qua về anh Hải mới nói cho hai chị biết. Lúc ăn gì thì không ai nói. Nhưng mà lúc ăn nó ngon đúng không? Cái chỗ đoạn này nó dày mà. Lấy ra pha luôn à? Thế là đã lấy hết nước rồi chưa? Hết nước rồi gì? Chuẩn đấy. Thế à, con này là thơm hơn con hôm qua. Thế hôm qua mình mua là con này thơm vừa mà hôm nay con này thơm thế nhỉ? Ui thơm lắm anh em ạ, khói nó bốc lên ngút này. Mà có thể thấy là cho là bì kêu bộ bộp đấy. Hôm qua là kêu bộ bộp rồi. Hôm qua là mình hơi nguội thì nó lại không thơm bằng. Đúng rồi. Hôm nay là mới xong ấy.
Dưới kia. Đúng rồi, đúng rồi. Nội bộ là không được mất đoàn kết nhá. Đoàn kết nhá. Các bác hôm qua uống mỗi người có 2 lít rượu đi. À, hôm qua mỗi người có 2 lít à? Mua máy nhau trận lại về. Về 3 giờ đã dậy mà chịu khó. Ừ. 3 giờ thơm dậy lắm. Bắt lợn. Không bắt nữa rồi. À. Bắt được hôm trước rồi. Đây này anh em thấy cái thịt này, thơm và ngọt. Cảm giác cái mùi nó rất là thơm luôn. Cái lợn quay ở Lạng Sơn này nó có một cái vị đặc trưng. Đó là nhà nào cũng biết quay lợn luôn nhỉ. Lợn quay đóng anh em ơi. Đen thử lũi luôn. Lào Cai và cả về được quê tận đây này anh em ơi. Lai Châu ơi, Lai Châu này. Vâng, Lai Châu. Lào Cai, Lai Châu. Lai Châu. Em mà sinh năm bao nhiêu? Em có 18 tuổi. 18 tuổi phải đi này. Đủ tuổi rồi anh yên tâm. 18 tuổi là đang đủ tuổi lấy chồng. Mà hai đứa nó là đang có nhu cầu là kiếm chồng người Lạng Sơn biết quay lợn. Đấy. Biết quay lợn là một lợi thế. Ừ. Nhưng mà quay lợn thôi nhá, còn quay chó thì nó không ăn thịt đâu. Nhưng mà chó. Các bạn có học học nó bắn chứ không lấy được vợ lấy chồng đâu. À. Đâu xoay cái này ra đây thôi nào. Ồ. Cái kia là xem à. À, cắt nó cái này đi. Ông ơi, xem gì đi chơi nó kia. Cái đòn. Cẩn thận nó sắp rơi rồi đấy. 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 Xin đến mức độ bục cái ra. Ôi nhìn này. Thơm chưa? Mùi nào khó chịu thế nhỉ? Mùi khó chịu. Sáng nay là mấy giờ dậy quay? 4 giờ anh? 3 giờ. À. Đấy, à anh Mí còn che luôn cho cả anh ấy nhá. Tuyệt vời đấy. Tuyệt vời luôn. Thơm quá. Con này thơm hơn đấy. Ừ, con này thơm hơn đấy. Đây cũng là con lợn đen này. Con lợn đen này. Lợn đen đấy. Lợn cái chân của nó bé tí. Ừ. Có loại này là loại bồ cu sân dệ này. Xương nhỏ. Ô, con này to nhỉ. Ừ, anh em ra đòn đi. Anh em thấy quả lợn quay là thấy chú Hải rồi. Đâu anh thử quay một vòng em xem nào. Đấy, quay một vòng nữa nào. Đấy. Được rồi chưa? Đấy. Ủa. Quá đỉnh luôn. Tuyệt vời. Con này thơm. Rồi, tháo đòn. Này, đói chưa? Hả? Nhìn người đấy mùi lợn thơm à. Đói lắm rồi. Kéo khỏe đấy. Yêu thế nhỉ, hôm qua đi lâu. Ô, cái này thì làm này yêu thế này thì không thành rồi. Nào. Rồi. Anh em mình mua mở hàng cho anh em một chút đi. Anh em pha xong rồi mua mở hàng tí. Miếng mì xem nó có giòn không? À. Chắc không giòn đâu nhỉ. Ồ, cái này thì. Ơi. Cái này thì. Chắc không giòn đâu. Bé thôi. Bé thôi, to với ngon với thơm. Đây, em xin. Ăn kiểu như ăn chắc. Ấy. Ok. Nào. Ừ. Nằm thật đó. Ngon nhờ. Giòn như bánh ngao luôn rồi. Hôm nay nhá. Thịt hôm nay là nữa. Anh em tôi vào hội chơi nhưng mà sẽ có một cái thử thách là hôm nay để đưa anh Mí và Pơ đi test bao nhiêu con lợn quay. Con này là con đầu tiên đúng không? Ừ. Để xem mà. Da giòn luôn như bánh ngao này. Xem mà con nào là con đỉnh nhất. Con này như thế nào? Thơm không? Thơm anh ạ. Thơm ngon. Thơm ngọt. Ngọt thịt. Ừ. Ăn hết rồi. Nào, bắt đầu. Dạ. Chấm điểm nhá. Này giữ đi. Nào. Thử đi, em. Ăn đi, vào. Rồi, khát đi. Bắt ăn mới giữ đi. Thấy không, dân chuyên nghiệp họ làm chỉ một cước thôi. Sáng sớm ra mà cảm giác nó thơm thế không biết được như này. Đâu. Quá đẹp luôn này. Đâu? Màu nào? Đấy, đẹp chưa? Đẳng cấp, tuyệt vời.
trường. Kinh nghiệm bao nhiêu năm nhỉ? 2 năm à? 2 năm. Kinh nghiệm. Hôm nay kinh nghiệm. Hôm nay anh chặt đèn phố hôm qua rồi đấy. Không phải tối qua là thấy con dao là nát quá. Là xấu hổ ở đội Lạng Sơn nên là anh nửa đêm nửa hôm anh phải dậy mài dao. Đúng không anh? Mài dao. Mài dao là hôm nay à. Vừa vào đây là chỉ để gặp em thôi đấy. Nhưng mà trước khi chụp ảnh thì em xin phép mà mời chị miếng lợn quay đây đây. Đấy, đây. Chấm miếng mé thôi à. Đấy. Ok, thank you em. You welcome. À chụp chưa? Ơi. Đây. Hôm qua là tao thấy mày quay lên là quay Hải đây đi. Hôm nay mày tìm đến tao gặp anh Hải luôn. Chụp hai em là cái, hai em hai bên này cái. Anh mấy kênh này hai em này là Lai Châu. Chị thích gái trên bản lắm đấy. À. Không phải riêng chồng chị thích đâu. Anh em ở đây anh thích đấy. Anh thích đấy. Hôm nay là vào là đi đây là chị làm nghĩ là để tìm gặp em. Chú Hải ơi. Cái kia lâu quá. Kinh một chén lẩu á. Kinh một chén lẩu đây. Kinh lẩu, kinh lẩu. Chú Hải đâu dễ đâu vào nhỉ. Nào chén mà đi đây. Thôi mỗi người ngộp đi. Ok. Mỗi người một ly nhỉ. Ôi, cảm ơn chúc quán đông khách nhá. Thôi anh em mình đi. Dạ. À. Chưa đến giờ rước à? Chưa. Ừ. Chưa có khách nào đâu. Mỗi chị đầu tiên chị đi này xong cái chị đi ra đây để chị tìm gặp em. Ok. Em cảm ơn nhá. Ok ok. Vâng. Tí cơ quay lại. Tí tiếp tục quay lại để ủng hộ anh ạ. Nhiệt tình quá. Ngon không? Ngon đấy ạ. Quá là ngon luôn. Ngon lắm luôn đấy. Con này, con lợn này nó thịt nó thơm kiểu ngọt ngọt thơm thơm ngọt, ngọt. Lợn em nói đúng rồi đấy, lợn mà mới băm ra là bao giờ nó cũng thế ngọt nước ngon. Thế con này nhìn cũng hấp dẫn này. À. Nhưng mà con này nó bị nứt cái da nhỉ. À, vừa đặt xuống thôi đúng không? À. Nhưng mà lấy nước ở trong bụng nó ra chưa? Lấy rồi. Lấy vào xôi làm nước chấm đúng không? Vị cũng thơm. Ồ. Vị nó giòn lắm. Không. Em không tin. Ăn ở đâu mà biết giòn nhỉ? Đi vào đây mới thấy là cái mùi nó thơm này, anh Mỹ này. Nó gió thổi ngược vào trong. Gió thổi ngược vào trong đúng rồi. Nên là nó mới thơm. Tuyệt vời. Tại sao mà biết là con lợn đen, con lợn này lông nó đen. Với lại thứ hai là những con lợn bản ấy thì như mình phân tích rất nhiều rồi là nó sẽ có một cái lượng mỡ nhất định nhiều hơn những con thường. Đúng không? Đúng rồi, lợn bản mới ngon. Con này bao nhiêu cân anh? 50 cân. 50 cân. Đấy, to đấy. Anh Mỹ đoán chuẩn phép nhỉ? Đoán mới chuẩn đấy. Thôi cảm ơn anh nhá. Đây, anh em mình đi vào hội đi. Tí nữa khi anh nào anh chặt thì... Hả? Hôm nay phóng cái tàu chim cho nó to tướng, tàu chim cân nhá. Ok. Anh ấy bảo là mình quay kiểu gì cho cái tàng thinh nó to mà. Tàng thinh á? Tàng thinh mặt nguyệt. Tàng thinh. Rồi. Chào Sapa TV nhá. À, chào các anh. Ở đằng kia mọi người còn mổ cả trâu nữa các bạn ạ. Vâng, chào các bác nhá. Đây là các anh chuẩn bị để rước à. Mấy giờ rước đi anh? Chuẩn bị. Chuẩn bị à? Đâu xem nào, đang cười khúc khích ở trong này rồi. Anh ấy xong mình lại bôi mặt đen đen này anh. Đây là lễ hội ná nhèm, gọi là lễ hội mặt nhọn. Em hiểu không? Nên là mỗi những người mà rước kiệu hay là hay... Ok ok. Như này cũng nhá. Rồi rồi, cảm ơn anh em. Đây, bây giờ xong. Đây là các mọi người đang chuẩn bị. Chào anh em nhá, chào các tráng sĩ nhá. Chào anh. Rồi. Mình ở đâu rồi em về anh? Đây là cái mặt nguyệt đâu? Đây à? Đấy. Đây là cái mặt nguyệt, bên kia là tàng thinh. À rồi. Được chưa? Hai đứa. Đây, ra đây cho đứng gần hơn rồi. Thế cái cây này là tượng trưng cho cái gì đấy chú? Cây này là cây sơn tuế. Tượng cái trưng gì? Cho cây sơn tuế. Sơn tuế. À. Xiên. Xiên tuế có nghĩa là tượng trưng cho ngàn năm. Ngàn năm tuổi, trường thọ vĩnh viễn đúng không? Trường thọ. À. Đây là lúa là lương thực. Vâng, đây là cái lương thực. Còn đây là
Mặt Nguyệt, còn trong kia là Tàng Kinh. Đấy, còn cái này ạ, cái lọ này. Đây là ống nước tiên. Dạ, đây là ống nước tiên. Ống nước tiên à, vừa sáng sớm là các thầy đi lấy về rồi. Để tí giếng à, tí nữa về là sẽ rửa đúng không? Không, cái tí này mang lên cúng các cụ hai vị đức vua ở trên kia xem lễ hội. À. Xong nó đến buổi chiều kết thúc lễ hội phát ban tiên lành cho dân, cầu được mùa được mà. Cầu được mùa được mà, đúng không? Dân làng an lành. Vâng. Thế còn cái mấy cây nhỏ nhỏ này, cây này khoai này. Cây kia là cây khoai. Khoai với bông. Vâng, và cái bông. Với truyền thuyết Việt Nam ta là nuôi tầm chật vải có bông có vải. À. Là cầu cho một năm gọi là mùa màng bội thu. Mùa màng bội thu. Người nào cũng được. Vâng. À mà đấy, như các bạn ơi, cô ơi. Chuẩn bị đấy. Quăng chữ đây không ạ? Chuẩn bị tiến hành cái lễ rước. Mục đích cái lễ rước này là để cầu nguyện cái gì hả chú? Cái nào ạ? Cái rước cái mặt vườn với cái Tăng Thinh. Tăng Thinh thì là vâng. Tăng Thinh Mật Nguyệt là ý nghĩa của nó là gì chú? Cầu mong cái gì? Cầu mong cho loài người sinh sản và phát triển để xây dựng quê hương đất nước. À, có nghĩa là duy trì nơi giống để xây dựng quê hương đất nước. Vâng. À, ok. Đấy cháu thì. Vâng, nghe chào anh. Dạ. Vâng. Cháu thì từ Sapa xuống chú ạ. À thế ạ. À, vâng. Đây là lần đầu tiên cháu tham dự cái lễ hội này nên là rất là tò mò. Tất cả mọi người. Nhưng mà thường thì mình rước từ đền này sang bên kia. Rước từ đình lên miếu. Đền lên miếu. Vâng. Xong rồi lại từ miếu về, chiều lại từ miếu về khi đây. Khi kết thúc xong lễ hội phát ban an lành cho dân làng thì bắt đầu rước tất cả đồ vật quay lại cho người cũ. Tức là quay rước lại cho cũ. Vâng. Có người bảo là nếu mà phụ nữ, chị em phụ nữ mà sờ vào cái Tàng Kinh kia với cái mặt nguyệt này là sẽ cầu được ước thấy. Không biết là như thế có phải không chú nhỉ? Qua kinh nghiệm thực tiễn từ ngày phục dựng năm 2012 trở lại đây thì có lẽ nhiều du khách thập phương mà cũng có truyền thuyết cho rằng đã có nhiều người về dự lễ hội của các năm đã được ban lộc mà đồng thời chúng nghĩa là cầu được trai, cầu được trai, cầu được gái, có nghĩa là đấy cái sờ vào vâng. Kia giống như anh những người có thể hiếm muộn, những người hiếm muộn là sờ vào nó sẽ may mắn, vâng sẽ là may mắn. Hai đứa nhớ chưa, sau này hai đứa mà muốn được nam được nữ là hai đứa phải đến đây, đấy. Sờ vào cái cần sờ nhá. Sờ vào cái cần sờ. Nhu cầu của người dân như này mới có cái hội này. À đúng rồi. Thế là chú ơi, cái này là mọi người đang bôi mặt nhọ đen đen này là lễ hội Ná Nhèm, tiếng Ná Nhèm là tiếng của người Tày hả chú? Tiếng người Tày của Bắc Sơn. Là lễ hội là mặt đen đúng không? Lễ hội mặt nhọ. Mặt nhọ. Vâng. À, Ná Nhèm mặt nhọ nên là tất cả mặt của mọi người là đều vâng. Nhọ đen tất như này. Tất cả các cái vai tham gia. Nhưng mà quả Tàng Thinh năm nay có vẻ nhỏ. Đấy, chưa rước là chưa được sờ vào đấy đâu đấy. Sờ vào đấy bây giờ là phản tác dụng đấy. Đấy, đây là cái Tàng Thinh này. Cái này là hình như thế bảo hơn 80 cân đúng không ạ? Quả này cũng to. Bây giờ mình xin phép sờ một chút cầu cho tất cả khán giả của Sapa TV. Những người nam giới đang xem kênh này đều có một sức khỏe gọi là cường tráng để phục vụ các cái mặt nguyệt, các chị em. Rồi tí nữa đưa ra ngoài thì sẽ không được sờ vào đâu các bạn ạ. Đấy. Có phải sờ vào là công lực thâm hậu hơn đúng không anh? Đúng không? Sờ lấy lòng đấy. À, sờ vào lấy lòng đúng không? Nhà mình thì có khẩu thần công dạo dực nhưng mà của ngựa. Các thầy với là các cô đang tiến hành làm lễ.
Đấy mọi người, ai cũng muốn chạm vào này lấy may cơ. Nhưng mà cô chạm vào, trong khi cô chạm vào này thì cô ước cái điều gì cô nhỉ? Xã hội mình có nghĩa là càng ngày càng giàu có lên, là không có chiến tranh nữa. À, có nghĩa là khi chạm vào cái này là không chỉ ước về cái vấn đề kia mà ước cho tất cả đúng không cô? Cứ chạm vào là được. Đây là quý tượng trưng cho người đàn ông và quý mặt quyền tượng trưng cho người phụ nữ. Dạ. Tất cả là cầu mong cho hạnh phúc gia đình và năm mùa màng bội thu. Dạ. Mấy cái nông sản kia. Rồi. Có nghĩa là mùa màng bội thu này, gia đình hạnh phúc này, đất nước bình an. Dạ. Đây là tăng kinh của mọi người thể hiện cho những cái đôi gia đình hạnh phúc như vậy. À, dạ. Đúng rồi. Tuyệt vời. Cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn. Cái đình này là có lâu rồi nên là cái bị rột. Biết thấy bảo là năm nào khi mà diễn ra cái lễ hội này đều là mưa các bạn ạ. Đấy, đúng là lễ hội cầu thuận cho mưa thuận gió hòa này là chuẩn để cho bà con còn canh tác. Như này là mùa màng năm nay là thành công đấy. Bây giờ nếu mà mọi người đứng ở gần đây, ai là sẽ có cho mình một điều ước thì riêng Pơ thì sẽ ước cái điều gì? Em ước là mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu để cho bà con đỡ khổ ấy. Đâu, anh Mí đâu? Anh Mí sẽ ước điều gì đây? Ước trồng cái củ to này à? Ước trồng cái củ to. Bao giờ có trồng cái củ to này à? Này vẫn đang mưa quá nên là chưa rước được. Thích quá rồi. Bảo là bây giờ mình sướng cười. Sao phải sợ gì nữa mà. Rồi, cười tươi. Hả? Hả? Cái gì? Cái này là cái gì á? Mày thử xem là cái này là cái gì. Hả? Cái này là biết là cái gì không? Không. Cái này là cái dư vật. Cái kia là cái gì biết không? Đấy. Người ta vào đây là thường người ta sẽ có một hai điều ước. Đấy, em phải chạm tay vào cái đầu này, sau đó em ước. Thế mà lấy một ước về chồng mình có to nha em nhỉ? Chắc là phải thế. Khó nói lắm, cái này hên xui. Nhưng mà em vừa chạm tay vào rồi thì em vừa ước điều gì ấy? Em á? Em ước vào chồng em to bằng một nửa đấy cũng được. Một nửa cũng được. Không nhận, không nhận là đỏ, ong ong luôn, đẹp. Hồng đẹp. Màu đẹp. Nga, Nga của nhà mình thâm cơ. nhà bạn là thâm à? Thế này thì bạn Tùng không giữ rồi. Bạn Tùng phải giữ chứ. Chứ không phải hồng hàng hay đâu. À. Ai mà chỉ dài hơn phá. À, thế là mẹ đưa ra đây à để lấy cầu may à? Vâng, vâng. Cái này là gái tuyên nhá, gái tuyên nhá. Gái Tuyên Quang à? À, gái Tuyên Quang mà về tận đây cơ mà. Em lấy chồng đây ạ. Hả? Thế lấy chồng rồi thì em còn ước cái điều gì nữa? Ước để lấy để cầu trai. Cầu may cầu lộc ơi. Cầu may cầu lộc à? Có con trai chưa? Chưa, vừa mới cưới xong. Vừa mới cưới. À, con dâu của cô ạ. Vâng. Rồi, đẹp rồi đấy. Tiếng trống tiếng chiêng rồi bắt đầu là giống lên để chuẩn bị cho một màn rước khẩu gọi là đấy, khẩu này bây giờ là đã, mọi người đã lộ ra rồi, chạm tay vào cho nó may mắn, nhưng mà mình thì không dám quay vào cái cảnh đấy, sợ là YouTube nó sẽ xóa đi các bạn ạ. Hai người đẹp không ra để chạm vào cái đấy à, lấy may mắn à. Ô cái ô này to nhỉ? Anh điền cầm cho. Cho em đi ké cùng với. Đúng rồi. Đấy, mượn đấy ké cái ô to này cho nó tít. Mặc dù trời mưa nhưng mà không ngăn cản được cái sự tò mò của tất cả mọi người. Nào, bắt đầu. Ui.
Đấy. Chị kiếm được cái ô ở đâu hay đấy. Ô này là của nhà Randy. À thế à. Thôi cái này không cần nữa, cái này đừng đừng ấy nữa. Nó chảy vào đâu. Sao là mấy chị em ước cái gì rồi? Chạm chạm vào nó ước được điều gì rồi? Ơi. Đây khẩu đang nó đang trần trụi nên là mình phải che nó vào. Bắt đầu mọi người tiến hành lễ rước cái tảng thinh từ bên đình sang bên chùa. Mưa quá các bạn ạ. Đúng là một năm mưa thuận gió hòa thực sự luôn đấy. Đúng nghĩa luôn. Bắt đầu là cái lễ rước các bạn ạ. Quả dương vật thì nó rất là to. Đấy, xa xa kìa. Mình chỉ dám gọi là đứng từ xa thôi, sợ đứng gần quá là nó vi phạm chính sách của YouTube. Đấy, anh em thấy quả khẩu to chưa? Không được. Các chị em mà sướng nhá. Muốn chụp. Đấy, cứ như cái mặt nguyệt này là quay là thoải mái này. Dạ. Cái này là cái đấy, anh em dân làng đi kìa. Ơi, đi đi, ok anh em. À. Đấy. Ở đây đi là phải đi. Ô. Thế cái này thì thằng nào đỡ mình nhỉ? Ai à? Woo. Đấy, anh em vừa đi vừa hô kìa. Ơi. Đấy. Anh em quân lính đang đi à. Tuyệt vời. Một trong những cái lễ hội vô cùng đặc sắc nhất ở Việt Nam mình luôn đấy. Không không biết là mọi người khi mà có cái lễ hội này ra thì rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng mà theo quan niệm của mình. Chào anh em. Anh em vác vũ khí chuẩn bị chiến đấu à? Chống chiêng rồi. À, chào anh em nhá. Chào anh em. Đây là hai ai à, kín thế. Ok, anh cảm ơn. Rồi rồi rồi. Ok ok. Chào anh em nhá. Ok. Vất vả quá. Vất vả quá. À, anh em đang làm những hành động mà mình không hiểu để ý nghĩa nó là gì. Đây đây anh em đâu. Tại ý nghĩa thì mình không biết lắm đâu, nhưng mà đang làm hành động này là hành động gì đấy hả anh? Đây là ông tướng. Ông tướng? Ông tướng đang rước cái... Nào nào, lùi đi. Mưa quá, mưa quá. Đấy, anh em đi sau là một đội quân lính đang
À, mùa vo đi nào. Đấy. Cái này là cái gì đây đại ca? Đánh cái này là về cục truyền ngày xưa là đánh giặc dữ làng. À, đánh giặc dữ làng. Là, nhưng mà mấy ông mặt đen này là giặc hay là quân ta đây? Một bên là giặc, một bên là tao mà. Một bên là giặc, bên là ta. Một bên áo đỏ, một bên áo vàng à. À. Chiến! 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 Đúng là một cái lễ hội mà phải nói là có 102 ở cái đất nước Việt Nam này luôn. Nói chung là hôm nay là rất là xứng đáng khi mà Hải phải đi 7 tiếng đồng hồ đi xuyên đêm các bạn ạ, để đến một cái lễ hội mà nó đặc sắc như này. Phải nói là đi nhiều thì mới biết được ở Việt Nam mình nó vô cùng có những cái lễ hội vô cùng đặc biệt. Ô thằng này đi mày bắn hết nước mọi người tao rồi. Ông đi ông rồi còn nghịch nữa. Phật cầu mở dây. Đây là các hàng riêng năm mới làm tôi mở hội cầu mùa. Đoàn này đi đâu về mà có tướng có quân có gươm đao giáo mác, có trống to trống nhỏ, có gánh có khiêng, có cờ có quạt, có bù lu bù loa. Là đi từ đâu về thế? Đoàn nhé. Vương trường tướng, hán thôi hán mộ, vân lầy vân đông ma, mi tướng mi quân, mi gương đao giá mắt, mi tống thanh tâm anh, mi hàm nhát, mi cơ mi quạt, mi phù lũ phù la, xa tin, vân tầng mà thế. Quá tuyệt vời, năm nay phải nói là, năm nay phải nói là một mùa là tuyệt vời đấy nhỉ, chưa kịp cầu mùa đã mưa rồi. Cái này làm lễ đúng không bà? Nhân ham nổi ham nó chơi. Khiêng này là khiêng gì thế? À, từng cái khiêng các bạn ạ, là đầu tiên là nước thần thánh. Cái này là cái tam thiên văn mười đấy. Mỗi một cái đều là có một ý nghĩa hết. Tam thiên văn mười là cái gì thế? Tàng tinh mặt quyệt, cái đấy cần cần slow, đây báo, ốc mà dê. Tàng tinh mặt quyệt, cái đẹp sinh ra từ đó đấy. Vũ Đông Mỹ Miêu, Nam Mô Hai Phe Đồng Tư Giáp, Bô Bô và Cơ. Vì lấy đánh mùa tàng tinh mặt quyệt lại lên. Bắt đầu là rước tàng thinh tàng thinh vào mặt quyệt lên đấy. Hoạt động cung tiến lễ vật của các đoàn quân gồm quân Lào và quân Ngô. Những
Những sản phẩm cung kiến đều là những lễ vật phản ánh sản phẩm của cư dân nông nghiệp lúa nước. Thôi bây giờ thì mọi người sẽ đến chụp ảnh lưu niệm, nhưng mà mình xin phép đi kiếm cái gì để ăn. Trời thì nó mưa khá là to các bạn ạ, mà bây giờ là buổi trưa mất rồi. Đấy, bà con dân làng thì ai cũng muốn ra chạm vào cái ghê em. Đây, cảm ơn mọi người, ai muốn chạm vào để hy vọng là nó may mắn. Mình thì hai trai một gái rồi nên là thôi. Và bây giờ mình cũng không biết là Phơ và Ai Mí là hai đứa nó đang ở đâu rồi, vì đông quá nên không tìm được. Anh tưởng hai đứa bị bắt đi rồi. Anh tìm mãi không thấy đâu đây, gọi điện thoại thì không nghe. Không có điện thoại. Không có điện thoại à? Biết ngay mà. Chào anh em nhá. Hả? Có món gì ở đấy này? Đâu đâu đâu? Đây em cầm bôi ra đây. Đâu? Hai cô gái xinh đẹp đi theo cầm bôi. Nào, em ơi ra đây giao lưu với các bạn này tí nào. Nào, mời anh em nhá. Rồi. Sao lại lợn quay với cả thịt bò xào kia? Châu. Rồi, mời anh em nhá. Chúc sức khỏe nhá. Chuẩn bị chặt chưa? Chặt đây. Bên kia bọn em chặt bên kia. Thế bên này nhà này chuẩn bị chặt à? Rồi, cảm ơn nhá. Nào, anh em mình rô cái bàn ghế nào. 2 3 rô. Rồi. Đó, mưa gió nên là nó hơi vất vả. Cẩn thận đấy, con này nó dễ úp xuống lắm đây này. Phải có người, thêm một người đỡ đi. Lột đây, rồi, em lột đây. Nào, không, phải giữ con này này, không phải rơi đấy. Nhưng mà sáng nay, ấy, sáng nay ăn con lợn sớm là chuẩn đấy. Bởi vì là sớm nay nó chưa mưa. Nhưng mà nó tay vào nước anh em. Anh cao hơn em. Khỏi nghi ngút luôn. Mỗi anh em mà ủng hộ 1-2 cân đi các anh em ơi. Nhưng mà con này ngậy đấy nhỉ. Con này ngậy đấy. Mình không gọi là mỡ mà gọi là ngậy. Ở đây là dân quay lợn là không được gọi là phải là cao thủ lắm, chỉ quay bán ở lễ hội là chính. Nhưng mà vẫn rất giòn đấy chứ nhờ. Một. Đây, anh Hải đã quay khẩu thành công chưa? Quay rồi. Không quay khẩu thành công lên là thiếu vị đấy. Khẩu thần công dạo rực. Đâu rồi, anh em vào đây ủng hộ đi. Mỗi người nửa cân, một cân nào. Ban tổ chức vẫn đang phục vụ đây này. Phải băm riêng cái đùi cho anh Hải nhá. Anh Hải là không phải băm nhỏ đâu. Thơm thế nhỉ? Thực ra là tôi thích cái kiểu ngồi đứng như này ngửi hơn các bạn ạ, vì là nó thơm hơn. Ăn chính là không được nhiều đâu. Các em ba chỉ này bán như nào đấy? Em không chủ lợn đâu anh. Như thế bảo là nếu bán dân thì bán 300, mà nếu bán anh Hải 500 thôi. À, được đấy. Để biết lượng việc. Anh Hải lấy mặt nào để con tính đây. Rất đông anh em cổ động viên. Nhưng mà đề nghị với anh em mua ủng hộ chủ quán tí nhá. Anh Hải quay thì lấy, anh Hải không mở hàng, cứ ngủ lắm. Có chứ, mở hàng chứ. Có người đỡ đây đi. Mày, quên chưa bỏ cái sắt ra. Đấy. Mình có nghề mình quay nhiều quá. Mình quay đông người nó mất bình tĩnh. Mình quay nhiều quá bây giờ là sắp thành vua lợn quay rồi đấy. Không, nhưng mà nhiều người quay không được chào đón nữa.
Ba chỉ à? Bao nhiêu? Ba chỉ à? Ba chỉ 2.5. Bao nhiêu? 2.5 Kìa đỡ kìa, đỡ kìa. Ôi. Đỡ, 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 đỡ. Đỡ, đỡ, đỡ. Đỡ. Anh em thì lấy giá hợp lý hơn. À, chào anh. Em ơi, em có thể nói rõ là sờ cái gì không? Em cứ sờ cái đấy, bọn anh không hiểu rồi. Sướng. Vừa đây ạ. Thôi mời anh em đi, thôi ra đón đi. Anh em ra đón. Đấy. Đi hội nó vui nhất là cái điểm này này. Anh em ngồi chán chú chân anh. Xem là nó có giòn không ạ? À? Xem nó có giòn không nhỉ? Nào, anh phát biểu ý kiến. Xem có giòn không đúng không? Chắc là không giòn đâu. Chắc là không giòn. Thôi được rồi. Ờ, à, rồi. Nhưng mà đội mũ bảo hiểm để cho nó đỡ mưa à? À, không, để nó, cái gì nhỉ, tạo mẫu. À, tạo. Gọi để khác với mọi người đây. Nhưng mà thế, con này, nè, con này màu màu đẹp đấy nhỉ, màu đúng với màu chuẩn luôn á. Đây, cũng bên này nóng hổi luôn này. Nóng hổi vừa thổi chứ. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cần tôi ngồi, em mới ngồi. À. Anh ơi, hơn một tí nữa. Ừ, con này, con này lợn rừng à? Lợn rừng đấy anh. Đây, anh em nhìn thấy quả lợn này, thịt nó dày này cơ mà. Con này là bao tiền một cân đây? 2.5 anh ạ. 2.5 cân này nữa. Thế cái đầu này bán bao tiền? Cái đầu này bán cho anh rất là rẻ luôn, 2.5 luôn. Dạ em cảm ơn. Dạo này cái video này nó hơi bị chắc đấy. Có thể nó phản cái video này. Giao phản, giao phản. Không có giao phản. Hả? Trên tay là giao phản. Giao phản là cái gì? Giao phản là cái giao to. Cái gì đấy? Bản to cái gì? Sao sao sao? Đây con này ngon không? Anh giao bản. Ồ, cái này còn sống à? Cái mông này nó đặc quá, còn sống này. Em chỉ lấy chỗ nào nó chín thôi. À, cái này còn sống rồi. Ừ, chưa chín, chưa chín. Chưa chín thì... Thôi em cảm ơn nha. Mình ăn chút nhưng mà chưa chín. Là mình... Vẫn được, nhưng mà chợt qua đàn ông ăn ấy nó ngọt, đàn bà chợ ấy rồi. Chỉ là chín rồi. Đây mình anh em mình chở mãi phục được con mới. Úi giời, cái anh chàng này cũng béo đấy nhỉ. Hả? Con này mới thơm này. Thơm à? Đâu, cho quay cái cổ. Cái đuôi kìa. Ngồi chỗ hướng gió anh đừng bị thơm. Rồi, chín rồi. Thích cái đùi à? Cái này quá chín rồi đấy. Anh ngoài quay lợn ra mình còn quay con gì khác không anh? Gà vịt vẫn quay mà. Dạ. Yeah. À, em có thích cái đuôi không? Để em bảo anh ấy chặt cho cái đuôi. Cho em bái cái đuôi gì em ăn. Được à, em thích ăn đuôi. Đang nóng hôi hổi luôn. Ủa. Này. Này ăn nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Thơm thật. Ui, em dơ, em dai dơ dơ, anh quay tí nào. Ồ, hồ. Được, ok. Chảy nước miếng. Chảy nước miếng à? Con dao này cũng được của nó đấy nha. Không cần phải bỏ cái sắt ở giữa. Em rút rồi. À rút rồi à? À, băng mật. Sao nhiều nơi lá băng mật nó còn xanh gì mà nhỉ? Đấy là kiểu gì? Đây mình cho lá xanh vào anh ơi. À. Thơm thật đấy. Nó mà bán vậy. Ba chỉ là bán thế nào đây? Nó là bán. Bán rồi. À ba chỉ á? Ừ. 250 anh ơi. À. Cho em một cân đi. Lấy cái loại ba chỉ ngon nhất đấy nhá. Vâng vâng. Ok. Thơm không? Thơm không? Thơm anh ạ. Đói quá rồi đúng không? À, đi chơi. Nãy giờ anh em nghe đi chơi hội là cũng tương đối là đói rồi. Đói rồi đấy. Ăn là ngon. Hết cái điều đấy. Ừ.
À. Sao phải đổi dao à? Con này nó hỏng. À, cái dao mà chặt xương đúng không? Phải dao khác đúng không? Từ sáng giờ là làm mấy con rồi? Con này con thứ ba. Con này con thứ ba rồi á? À, thứ ba rồi. Cái này thì tiền để đâu cho nó hết rồi? Làm vì đam mê nha anh. À, là anh em là làm vì đam mê là chính là chứ tiền nông gì. Con đi hội anh ơi. Đúng rồi. Lật quay đi. Lật quay đi chú. Vâng. Mày con này béo thế nhỉ? Tối nay bán nó tiền một con đi. Ba chỉ 250 chú ơi. Đây mở đi. Con này mà chuẩn, đúng là chuẩn lợn bản đấy nhá. Vâng. Anh cứ bỏ hết cái lá mỡ ở ngoài ra đúng không? Con này biết thơm lắm. Mỡ ghê nhỉ? Ừ. Con này hay béo. Béo mới thơm đúng nhỉ? Mới ngon. Những người sành ăn thì thích ăn cái lợn này hơn là cái lợn mà nó nạc quá. Lợn quay, vịt quay đây. Quay em đi anh ơi. Hả? Có phải không hả cô? Bảo quay em đi anh ơi. Thẩm lợn quay của nhà em mà con lợn này béo quá em ạ. Điều này ăn nó hơi ngậy nhưng nó lại thơm. Ừ. Sau khi mà anh em mình đi một vòng thì cũng kiếm được quán lợn quay nhưng mà rất phải nói thật là con lợn này hơi mỡ. Nhưng mà còn nói bé nói to sợ chủ nhà nó giúp buồn. Nhưng mà kiếm được chỗ ăn là tốt rồi, trời mưa. Đây, chào anh nhá. Chào, chào. Mời anh ra đòn nhá. Thôi anh em, các em ơi vào việc đi. Em mời anh chị ạ. Mời anh chị nhá. Đây. Đây. Thảo đâu? À, anh em ra đòn đi. Đây, mời anh em nhá. Miếng này rất là ngon, tuyệt vời. Đây chị dẫn luôn ngồi. Này không ngon. Miếng to quá. Mời anh chị ạ. Lấy một ghế, ngồi chỗ này rộng. Đây đây. Ừ, thảo em anh. Anh ăn rồi. Anh không cả mà cầm tay nhá. Có giấy rồi đây, không sợ. Ôi, ngọt nhỉ, nhưng mà con này ngọt, thơm, nó không bị hôi. Anh Mỹ sáng nay ăn được bao nhiêu, thưởng thức được bao nhiêu con lợn rồi, khai thật đi. Được 4-5 con nữa là... 4-5 con. Miếng to quá, không nhè được. Mọi người ăn đi, các em ăn tí cho nó vui mồm vui miệng mà, béo bở gì đâu. À, bánh trưng đen, ăn đi em. Ừ. Bánh trưng đen là đặc sản ở trên Bắc Sơn đấy. Anh em tôi đi là lễ hội ăn uống nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Bánh mì á. Hả? Bánh trưng có chấm với cái này được không nhỉ? Được chứ anh. Thế tay mà chân mà đạp được. Nói ăn gì mà chừng. Dính hết. Đúng hay đói nhỉ? Dính hết. Dính hết. Dính hết. Nói chừng bị lơ. Nhưng mà bây giờ miếng nào nó cũng như miếng nào thì bây giờ thôi. Cứ nhắm mắt xuôi tai vậy. Anh em mình đi giữa một rừng lợn quay và đến quán cuối cùng là có nhà đẹp mà nghĩ là nó ok. Ở đây có xúc xích lạp sườn nhé không chị nhỉ? Ăn kèm thêm. Rồi mời các bác. Thấy là đứa biết sao mà ăn được. Thái chuối thấy thế nào? Lễ hội này có ok không? Mưa lắm anh ạ. Mưa.
Úi hổ ơi. Có cái anh này đúng là vị cứu tinh các bạn ạ. Trông ngấy. Xuất sắc. Ha. Đúng rồi. Thịt mỡ dưa hành. Thiếu câu đối rồi. Cảm ơn em nhá. Ở đây anh em phục vụ rất chu đáo, đội cả mũ bảo hiểm. Sợ mưa đá. Đấy. Xem ở trên này bánh chưng đen nó khác ở dưới kia không? Ở đây nó dền bánh hơn nhỉ? Đúng không? Mềm hơn. Ở chỗ mình cũng bánh chưng đen nhưng mà bánh chưng đen ở mình rán thì ngon hơn. Ừ. Chào anh nhá. À, chào các tráng sĩ. Em rất là fan của anh của anh đấy. À, em cảm ơn. Bảo gặp anh mà từ anh quay sớm đấy về. Nghe anh kiểu anh là fan của vợ em đó. Giới thiệu cho mình. Sao đi con, nhanh em chú về giờ. Ủa ơi, quả này ngon này. Bá ta chỉ nha. Miếng mỡ như này. Quả này mới là chuẩn ma chỉ này. À, anh Mi ơi, anh lấy cho em một miếng này này. Cái này chuẩn ma chỉ luôn này. Đấy, em ăn đi. Mà bên này không ai tấm gạo. Anh cắt to không phải bởi vì cái anh chủ lợn này ấy, anh ấy là một khán giả của Sapa TV đây, hai chị em Pơ và Ai Mí, mỗi người ăn một miếng nữa đi, không phải lát nữa mình di chuyển đi tỉnh khác rồi không có lợn quay đâu. Dạ. Mọi người ăn đi. Ôi tính ở đấy thì bóc ra ăn ở đấy rồi. Thật đấy. Chung là mỗi người có một cái cách ăn. Hành lò đâu nhỉ? Ờ. Hành ơi. Ở đây. Một mình một thế giới. Lò làm thêm miếng nữa đi. Cao thủ chuyên ăn thịt mỡ. Hôm nay là còn vào đội hình cái em. Đội hình múa. Đấy hai chị em. Cầm tay em ạ. Ui ngon đấy. Cho cả vào mồm nhé. Cái phần trong này mới là ngon này, nó ngấm gia vị này. À, đấy. Mời anh chị ạ. Vâng, ăn đi. Bây giờ các anh chị ở đây là nhường hai đứa hết đấy. Ấy à, luận được đấy nhỉ. Hai chuối đâu, tiếp theo nào. Ăn miếng ngon nhất. Tuấn đâu, ăn đi, khỏe lên. Rồi, có lẽ là sau đây mình cũng xin phép mà kết thúc video tại đây. Bây giờ mình còn phải di chuyển đi một hội nữa, đó là hội Bắc Nga. Đấy, cách đây cũng tương đối là xa. Hy vọng là mình đến hội là vẫn kịp các bạn ạ. Rồi, xin chào và hẹn lại tất cả các bạn vào những video tiếp nhá. Em bye bye nào.